Hello, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Người miền Tây ở Đức. Thì lúc trước trong cái hành trình ở thủ đô Paris thì mình có giới thiệu cho các bạn về cái địa điểm để mình check-in, mình chụp hình, đó là công trình kiến trúc vĩ đại của nước Pháp, Khải Hoàn Môn, cũng như một số cái view để mình có thể chụp ở Tháp Eiffel đó các bạn. Và kèm theo đó là cái clip mình đi dọc bờ sông Seine cũng như viếng thăm cái khu phố Latin, check-in cái ẩm thực ở đó. Và clip ngày hôm nay trong cái hành trình ngày thứ ba ở thủ đô Paris của Pháp đó các bạn, thì mình chia sẻ một clip mình rất khó quay, đó là khu chợ Tangfere. Cái khu chợ này là khu chợ châu Á lớn nhất ở Pháp các bạn, chuyên bán đồ châu Á cũng như đồ Việt Nam. Và cuối clip là mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trung tâm thương mại chuyên bán đồ cao cấp nhất ở thủ đô Paris, đó là trung tâm thương mại Lafayette nha các bạn. Mình rất cảm ơn các bạn đã theo dõi, like và đăng ký kênh của mình trong thời gian qua. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để giúp mình có thêm động lực nha các bạn. Nào bây giờ mình cùng đi thôi. Let's go! Thời trang đông, thời tiết quá các bạn ơi. Các bạn, bây giờ mình ra tới trung tâm của quận 13 các bạn, khu người Việt, người Hoa nè các bạn. Đó, bây giờ thời tiết có 10 độ C thôi, trời trời gió rất là lạnh các bạn. Thôi hy sinh về nghệ thuật luôn. Các bạn, mình đang qua đường. Ở khu này là sau phía dãy tòa nhà chung cư các bạn. Nãy đó. Đó là khu này là khu tập trung buôn bán nè. Buổi sáng trời trời nè. Phía sau bên kia là chợ Tangfere. Đây, bây giờ mình review buổi sáng chắc người Việt mình bán rau quả hồng mang ở đây nè. Trời sáng lạnh á, ai cũng mặc áo ấm rồi. Rồi có mấy món Việt Nam kìa. À. Các bạn, cô có bán bánh tét. Tét 8 đồng. Đó. Bánh nấu nhiều cô? 2 đồng. Nấu 2 đồng. Cái này da lợn cô. Da lợn. Còn này là gì? Chè ba màu. Chè ba màu, còn cái này là cái chè ấy nè. Cái ấy màu đỏ không? À. Cái màu đỏ. Màu đỏ không? À. Màu đỏ nó là mình lọt nước cốt dừa. À, chè ba màu, chè Thái. À, giống như chè. Aga, rau câu đó. À, rau câu. Đi hạt nước dừa, lá dứa nhưng mà là dạ. Da lợn là bột. Hôm mai quay lại chứ đây tối thì phải ăn hết mấy này. Nhiều quá. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, ông đi. Mua thẻ bài đâu vậy? Cái này của người thân cô. Đây các bạn, đây chợ Tangfere của người Trung Quốc làm chủ nè các bạn. Chợ này nó lớn lắm. À, phía ngoài là có một gian hàng, cửa hàng vịt quay. Wow. Chợ này hôm nay như nó mở cửa tới 1 giờ thôi các bạn. Năm nay năm con rồng nha. Nên có hình con rồng. Có cái hình đào đẹp quá. Hình đào giả mà nhìn như thật á. Đi vô ha. Này, sát tiền quầy. À. Đó các bạn thấy qua bên châu Âu này không? Đi mấy khu vực công cộng hay là chợ búa rồi đó, mình cầm máy quay nó cũng vất vả hơn so với ở Việt Nam mình các bạn. Nên nhiều khi góc quay không được đẹp nên các bạn thông cảm giùm mình nhé. Gì vậy? Matcha nguyên chất là 3.49 matcha. Bột, bột xay hả? À, 1 kg là 48 đồng 75. Tối gì sự.
Thôi có chả lụa nè em. Bò viên này có khi nào trong quán người ta mua ở đây người ta nấu rồi người ta tự 7 đồng 3. Chả giò chánh cống này. Chánh cống của ai? Vietnam Acid nè. Vanamin. Nhưng mà ai là chánh cống mà ai không chánh cống? Thì là của người Việt làm á. Giò số 1. Giá mắc hay giá rẻ không? À, có chả lụa nè. Kiếm cái cục này nhỏ nhỏ tối về ăn cay. Ghê. Tăng mì cay với chả lụa luôn. Rồi đó. Có hoa hồng nữa nè. Mấy đồ để làm xăm bổ lượng á. Này gì vậy? Cái này hay trong siêu thị ha. Cái này gì vậy? Củ năng hả? À, pineapple. Con này hạt đưa để làm hộp é uống nè em. Búa này về uống mát lắm nè. Rồi hạt đưa sao mít hàng Trung Quốc. Mua mấy cái này về làm chè Thái ăn được. Được á. Ở châu Á mình có không? Không biết. Có. Ok, mua đại đi. Sách về gió nặng. Nhãn. Cái nhãn là cái này là về pha với nước cốt dừa với ấy là ra được. Nhãn ăn được. Chuối nè. Ồ, cái này mắc ghê á. Xem bổ lượng. Bánh giải. Bánh chi kỳ vậy đâu. Trà xanh luôn. À, đậu phòng sạp sạp cũng được. Còn cái này đậu phộng. Cái này đậu phộng nước cốt dừa, còn kia đậu phộng BBQ. Ăn nước cốt dừa hả?
Sao? Giá nào? Hà Nam 7 đồng 7 Ý có cái táo tàu à, hạt ốc chó mà nó nhồi trong cái táo tàu lạ ghê em. 8 đồng mấy, khoảng 201, 202 tiền Việt. Lạ ghê thì. Khoan đặc biệt cái khu bán đồ khô nè các bạn, khô cá nọ, có bán chung xài sợi đông đá nha các bạn, đặc biệt nha, đây Việt Nam không có nhưng bên đây mới có, mình mới gặp luôn, xài sợi mà lại đông đá mới ghê chứ, thiện tay quá, ơi, càng cua, bóc sẵn mà còn chiên nữa, tẩm bột chiên xù ghê. Trời ơi, chờ tính tiền mà đông ghê các bạn. Đừng nói cửa hàng châu Á mà ít người nha. Trời ơi, nguyên cái chợ lớn nhất Paris này bây giờ là 20, khoảng 20, 20 mấy quầy tính tiền luôn các bạn. Ghê thật. Đây các bạn, trước khi tới cái khu mua sắm cao cấp hạng sang lớn nhất nước Pháp thì mình giới thiệu cho bạn có cái quầy dịch quay ở ngay đối diện khu chợ nè. Đó, vịt quay Hoa Nam nè các bạn, khá là nổi tiếng luôn. Chuyên bán bánh mì, vịt quay, heo quay nè, đó. Họ để cái giá là Kana là vịt đó các bạn. 12 đồng rưỡi con, nửa con 12 đồng tư. Kiểu là đùi vịt hay gì mà mấy cái giá 19, 18, 19 đồng. Hoặc là heo nè, heo 22 đồng rưỡi các bạn. Một ký. Wow, nhìn thơm ghê. Và tiếp theo mời các bạn theo chân mình tiếp tục hành trình khám phá thủ đô Paris. Lần này mình sẽ đến cái trung tâm thương mại Lafayette, là một trong những cái trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất tại Paris các bạn. Thì cái trung tâm này nó có vị trí rất là đắc địa, nằm trên đường Boulevard Haussmann. Thì Lafayette là một cái tòa nhà lớn với kiến trúc độc đáo và đặc biệt ở đây là thu hút hàng triệu du khách mỗi năm các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ tiến tới cái chỗ này để mình review cho các bạn nhé. Không sao anh cắt.
Các bạn thì không biết cái trung tâm thương mại này có cho quay phim không các bạn, nên là không có cầm cái gimbal được đó, mình lấy cái điện thoại của mình quay nên chất lượng hình ảnh nó không có được tốt lắm các bạn. Các bạn chịu khó xem và thông cảm giúp mình nhé. Cười lên nha. Em kính vuông. Mặt em kính vuông này. Dễ thương. Cứ kính vuông là em mơ đẹp. Vậy thôi em mua cái này, em mua cái kia. Còn nào kính vuông nữa không? Anh thử em đeo cái trắng này anh coi thử. Thời trang pha thời tiết. Hả? Đẹp á. Đúng thời trang luôn á. Sao không có giá ta? Nào cũng gắn mạc có giá. Burberry. Hỏi nhân viên.
À, không thấy gì luôn. Đúng rồi, không, không thấy gì luôn. Ok, lấy 221. Cười lên. Nhưng mà nếu mà cái này thì lấy cái trắng gì được hơn. Cái đèn này cũng ngộ quá ha. Tiếc quá các bạn ơi, mình không có mua được do mình nhìn lộn á. Họ ghi là từ cái thứ hai mới giảm 30%, cái thứ ba giảm 40%, mà mình đọc sấn sát sao mà mình cứ tưởng cái đầu tiên giảm 30%. Đó, chứ không thôi mà cái đầu giảm 30%, cái thứ hai giảm 40% nữa thì tụi mình vứt một cặp luôn cho nó sướng các bạn. Về vô cái trung tâm hàng xa xỉ này mà không có quay cái túi Louis Vuitton. Nó vui là túi Lê Văn các bạn. Một nhãn hàng thời trang xa xỉ của Pháp là có lỗi với mấy chị em phụ nữ. Đó, thành ra mình quay mình cập nhật cái túi thời trang Louis Vuitton, những cái mặt hàng mà mới nhất, hot nhất để mấy bạn ở nhà, các mấy bạn xem mục sở thị nha các bạn. Các bạn, chị em phụ nữ thường khá giả chút thì thường chọn cho mình những cái túi hàng hiệu các bạn. Còn đàn ông tụi mình thì đơn giản lắm, riêng mình đó, mình thích đồng hồ các bạn. Và ghé ngang cái quầy đồng hồ, cái hiệu mà mình tới đầu tiên đó là hiệu đồng hồ của Hublot các bạn. Nó cũng giá nó khá là chát á. Như cái này 25.000 euro nó cũng khoảng là 7, gần sắp xỉ 700 triệu một cái các bạn. Đó. Còn rẻ rẻ hơn thì có những cái dài 300 triệu, 200-300 triệu cũng có nè. Nó đủ loại, đủ mẫu mã các bạn. Yeah. For my father. Father. For my father. Không biết nữa. Còn riêng cái nhãn hàng Dior này, nếu như mà các bạn là khách VIP các bạn có thể đặt những cái túi hiệu Dior này và các bạn nhờ hãng là khắc luôn tên của mình hoặc tên của người yêu mình nếu mình dành cho tặng các bạn. Đó, đó là chương trình khuyến mãi của Chitan Dior nè. Thì clip của mình đến đây là kết thúc các bạn. Thì trước khi kết thúc clip thì mình cũng quay cho các bạn xem những cái đôi giày xinh xắn hiệu Louis Vuitton nè, rồi Chanel để các bạn có thể xem. Và cái hành trình Paris du ký của mình vẫn còn tiếp tục với những tập tiếp theo. Đó thì rất cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình. Những bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Anh có giấy 100 à? Em có giấy lẻ không? Đây, bảo tàng Louvre sẽ vào tay của mình hết. Đó.
Bây giờ mình đã có mặt ở chân tháp mà các bạn thấy không? Đôi khi mình thấy nhỏ bé thật sự. Đứng dưới tòa tháp này mình thấy mình nhỏ bé thật sự luôn các bạn. Hồ nó to, to cao gì đâu á. Cũng may là hôm nay là 8 giờ trời nó không mưa các bạn. Mình tới đây, không biết từ đây tới tối mình có kịp để mình ghi lại cái khoảnh khắc mà nó thành phố lên đèn rồi xong tòa tháp này lên đèn nhấp nháy các bạn. Mình sẽ gửi đến cho các bạn xem cái video clip đó, nó rất là đẹp.